Các khách sạn ở Hà Nội. Vòng quay ngựa gỗ trong các công viên giải trí là ý tưởng thiết kế vỏ hộp bánh trưng của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Trên lớp vỏ còn có bức tranh vẽ một góc khách sạn phía đường Ngô Quyền. Bánh gồm các vị cổ điển và sáng tạo như caramel với quả và khô, hạt hồ chăn, sô cô la. Vỏ hộp có thể tái sử dụng để đựng mứt bánh cho các bữa tiệc trà hoặc làm đồ trang trí. Khách có thể lựa chọn loại 4 hoặc 6 bánh với giá 1 triệu 950 nghìn đồng đến 2 triệu 050 nghìn đồng các loài hoa là chủ đề được nhiều khách sạn áp dụng cho sản phẩm của mình trong mùa trung thu năm nay. Hộp bánh của khách sạn Pullman Hà Nội lấy cảm hứng từ hoa sen và hoa đào, lần lượt tượng trưng cho sự bình an và niềm vui. Trong hộp là bốn vị nhân bánh mang hơi hướng hiện đại gồm đậu xanh hạt chia trứng muối, sen sát trứng muối, phúc bồn tử và hỗn hợp 5 loại hạt. Hộp bốn bánh có giá từ 759.000 đến 1 triệu 399.000 đồng hoa mẫu đơn. Biểu tượng của sự thịnh vượng và sung túc là chủ đề chính cho dòng bánh của khách sạn Intercontinental Hà Nội Landmark 72. Bên cạnh nhân bánh cổ điển, khách sạn này bổ sung thêm các hương vị như cốm, dâu tây, hạt rẻ và giam bông. Hộp 4 bánh và 6 bánh với vị nhân tùy chọn có giá lần lượt từ 750.000 đến 920.000 đồng. Hoa mẫu đơn và bông lau là chủ đề mà khách sạn Pan Pacific lựa chọn thể hiện trên vỏ hộp bánh trung thu năm nay. Những bông hoa mẫu đơn bung nở được in dập nổi trên nền vật liệu giấy cao cấp đã qua xử lý. Dòng bánh nướng của khách sạn này có 6 lựa chọn về nhân, gồm hạt sen, giam bông, dưa, hạt rẻ đậu xanh hạt chia và sô cô la phô mai. Những chiếc bánh cũng được đóng thành từng hộp 4 hoặc 6 chiếc, với giá từ 598.000 đến 1 triệu 180.000 đồng. Giá sẽ cao hơn khi đi kèm các lựa chọn bổ sung như đồ uống, bình trà hoặc tượng mạ vàng.